Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị các bạn quay trở lại với series video kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp năm 2024 dành cho tất cả những người làm kinh doanh, là trưởng phòng, là giám đốc, là nhân viên kinh doanh. Tên tôi là Nguyễn Phan Anh, là giảng viên đại học, là một chuyên gia về đào tạo Digital Marketing và kinh doanh online. Tôi hiện nay thì cũng đang tư vấn cho một số công ty và phát triển sản phẩm, phát triển thị trường. Nên là rất mong muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức căn bản với các anh chị và các bạn. Và nếu các anh chị và các bạn thấy nội dung hấp dẫn thì có thể để lại bình luận hoặc là nhắn tin riêng cho tôi. Hoặc là doanh nghiệp của anh chị và các bạn đang gặp khó khăn trong việc phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng, phát triển kênh phân phối thì xin vui lòng liên hệ với tôi là Nguyễn Phan Anh, số điện thoại 0989 623 888. Và email phananhonline@gmail.com, Facebook là facebook.com/phananhonline, hoặc tìm từ khóa là Nguyễn Phan Anh là tôi. Vâng, video này thì tôi sẽ nói về bài là kỹ năng tìm kiếm khách hàng, kỹ năng tìm kiếm khách hàng dành cho nhân viên kinh doanh. Thế thì tôi sẽ chia kỹ năng tìm kiếm khách hàng ra làm hai nhóm chính là kỹ năng tìm kiếm khách hàng online và kỹ năng tìm kiếm khách hàng offline. Đấy, online và offline. Có những công cụ cách thức như thế nào để tìm kiếm nhanh nhất và dễ nhất có thể? Thông thường thì đối với các cái anh chị mà làm sale truyền thống thì thông thường là các anh chị sẽ đi ô tô hoặc là đi xe máy đến cửa hàng, cửa hiệu, rồi đến các kho xưởng của người ta để mình chào hàng. Mình cầm theo catalog, mình cầm theo bảng báo giá, theo hợp đồng, mình đến mình chào hàng, đúng không? Thì cũng có rất nhiều cách. Chúng ta nhớ rằng là mèo đen hay mèo trắng thì không quan trọng. Quan trọng là bắt được chuột và hiệu quả. Rồi, thế thì ở đây thì về mặt kỹ năng tìm kiếm khách hàng online thì tôi xin phép được giới thiệu với các anh chị một số những công cụ. Thí dụ như là chúng ta có thể chạy quảng cáo trên nền tảng Google hoặc là làm SEO web trên nền tảng Google. Thí dụ như là chúng ta muốn tìm khách hàng làm một cái đơn vị nào đấy mà muốn phân phối cái sản phẩm quần áo, giày dép, thời trang, mỹ phẩm, vật liệu xây dựng, hóa chất, vân vân, thì chúng ta có thể là chạy quảng cáo cái từ khóa, chúng ta là chạy quảng cáo từ khóa trên Google. Thí dụ như là tìm nhà phân phối. Đấy, ví dụ như thế thì rất nhiều những cái đơn vị họ sẽ làm như này. Thế khách hàng người ta muốn mua là họ bây giờ họ đang muốn bán một cái gì đó. Ví dụ như là họ muốn bán sản phẩm là phụ kiện bếp, đúng không? Phụ kiện bếp. Đấy, hay là phụ kiện tủ bếp đi. Đấy. Rất nhiều những cái từ khóa như vậy. Thế thì mình SEO web, mình chạy quảng cáo Google tìm kiếm. Thì ở đây nó sẽ ra. Và khi như vậy chúng ta có thể sẽ có khách hàng. Và chúng ta chạy quảng cáo Google tìm kiếm. Thế chạy bằng cách nào thì chúng ta sẽ học một cái khóa học vài buổi thôi, lựa chọn từ khóa kỹ thuật chạy, rồi thì kỹ thuật viết landing page, vân vân. Mình có thể viết bài SEO web và chạy quảng cáo tìm kiếm. Thứ hai là mình cũng có thể chạy quảng cáo trên Facebook. Facebook cũng vẫn là một cái công cụ mà tìm nhà phân phối rất là tốt. Thí dụ như là tôi có chạy cho rất nhiều khách hàng bán vật liệu xây dựng như là bán keo, bán tấm plywood, tấm MDF, các nhà sản xuất, rồi thì tấm cửa, tấm tủ, vân vân. Rồi thì hiện tại thì tôi cũng đang cố vấn cho một công ty chuyên về phụ kiện bếp. Đây, thì tôi sẽ chạy quảng cáo để tìm nhà phân phối. Thay vì tôi phải đi, nó sẽ mất nhiều thời gian hơn. Đấy, thì các bạn có thể xem một cái ví dụ tháng như này. Tháng ăn chơi, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè. Đấy là ngày xưa các cụ nói thế thôi. Chứ bây giờ mà chúng ta mà ăn chơi với rượu chè thì chắc là chúng ta sẽ chết, đúng không ạ? Năm 2024 là một năm được dự báo là kinh tế tiếp tục khó khăn, tương tự như năm 2023. Chính vì vậy, các anh chị, những người làm kinh doanh, những đại lý, những nhà phân phối trong ngành hàng phụ kiện tủ bếp, phụ kiện tủ áo, nếu... Tôi sản xuất rất là nhiều video cho khách hàng để tìm kiếm các nhà phân phối. Đấy. Giờ lên đây và đấy sẽ bảo với anh. Chúng tôi đang cần tìm 100 nhà phân phối, đại lý, xưởng nội thất trên toàn quốc kinh doanh các sản phẩm phụ kiện, tủ áo, tủ bếp của Jerry với thương hiệu 6 năm trên thị.
Đó, thì chúng ta nhìn thấy là chạy quảng cáo ở đây chạy rất là nhiều, đúng không ạ? Chạy rất là nhiều. Thì nhìn sơ bộ ở đây, chúng ta thấy là có lên tới 140.000 lượt hiển thị cho video. Đấy. Thì từ đó thì họ sẽ nhắn tin. Mỗi ngày thì chúng tôi nhận được cả 100 tin nhắn, người mua lẻ, người mua buôn, vân vân. Thế thì khi chúng ta có data thì chúng ta tìm kiếm thông tin về họ dễ dàng, nhanh chóng, và chúng ta đỡ mất thời gian chúng ta phải đi lượn lượn ngoài đường, vất vả, tốn nhiều chi phí, nhất là đi tỉnh. Bây giờ thì đi xe hơi, đúng không, tiền phí cầu đường. Trước tôi vừa đi Hải Phòng, phí cầu đường một lượt là khoảng 200.000 đường cao tốc, tiền xăng hoặc dầu nữa mất khoảng độ 200-300 nữa, bèo bèo nó cũng phải 300, xe xịn thì có thể phải tốn hơn nữa, ăn trưa tiếp khách vân vân, thì nhẹ nhàng cũng mất 1 triệu một ngày nếu bạn đi thị trường. Thì với 1 triệu như vậy, bạn có thể chạy quảng cáo Facebook và có thể nhận được khoảng độ 10, 20, thậm chí là 50 tin nhắn đó. Thế như vậy là chúng ta có thể chạy tìm kiếm hàng tiềm năng, tìm khách lẻ, tìm khách buôn đều được. Chúng ta cũng có thể chạy quảng cáo trên Zalo. Trên Zalo thì cũng có, chúng ta vào cái địa chỉ là ads.zalo.me. Đấy. Sau đó thì chúng ta cũng sẽ tạo cái tài khoản quảng cáo. Đấy. Đây, ví dụ như là chúng ta, đây tôi cũng có sẵn tài khoản quảng cáo này. Trên Zalo của tôi trước đây cũng đã chạy một số các chiến dịch. Đấy. Nhưng bây giờ thì không không chạy nữa, bởi vì chạy quảng cáo Zalo nó cũng có nhiều vấn đề. Đây là có một cái giao dịch chắc là tính từ năm nay. Tôi sẽ cho các bạn xem, phải tính từ, nó không cho mình tính từ năm ngoái. Năm ngoái năm kia tôi chạy khá nhiều nhưng không biết là nó có ghi không. Năm nay thì nó không thấy ghi. Tại vì từ đầu năm là tôi chưa chạy. Đây này, nó có theo cái ngày đây này. Xem này. Không thấy ghi. Cái trình quản lý quảng cáo của nó kém quá. Vâng. Hiện tại là tôi đã chạy quảng cáo trên này. Có đàng hoàng. Có các chiến dịch, nhưng mà cái về thời gian thì có vẻ như là nó không, nó không thông tin đầy đủ hết. Là nhất là nó phải có cái phần toàn thời gian ở đây này. Vâng, hơi ngại với các bạn một chút là nó không hiển thị. Tôi không nhớ là năm ngoái hay năm kia nó khoảng thời gian nào. Không xem được, và nó không cho mình xem cái ngày cũ. Đấy, đại khái là chúng ta sẽ là vào đây chúng ta nạp tiền và chúng ta chạy, chạy hiển thị rất nhiều những cái kiểu chạy quảng cáo ở đây. Đấy, tăng doanh số, tìm kiếm khách hàng, lượt truy cập, số người tiếp cận, tương tác tin nhắn trên Zalo, lượt xem video trên Zalo, nhận diện thương hiệu. Đấy. Đấy, các bạn cần tôi chạy thì tôi cũng sẽ chạy cho các bạn được. TikTok cũng tương tự như vậy. Các bạn có thể chạy quảng cáo trên TikTok và sau đó thì có cái lượt truy cập, lượt xem hoặc là các cái form bảng biểu sẽ liên hệ. YouTube thì cũng chạy quảng cáo trên Google thuộc cái YouTube. Chúng ta sẽ chạy video hoặc là chạy truy cập web. Website thì chúng ta sẽ đưa vào Google. Website thì cũng rất là cần thiết để cho khách hàng xem. Và khi khách hàng tìm kiếm thông tin, chúng ta cũng có thể gửi email, dạng email marketing hoặc là email spam gửi thông tin cho khách hàng. Tuy nhiên thì với các cái nhà phân phối hoặc đại lý ở tỉnh thì hiện nay thì cái công cụ email có thể là cái công cụ không hỗ trợ lắm. Ở tỉnh thì có lẽ là ba cái công cụ phổ biến nhất đến là Facebook, Zalo và TikTok. Công cụ tìm kiếm cũng rất là tốt. Đấy. Telesale vẫn là một cái công cụ rất là ok cho các anh chị và các bạn. Với điều kiện là các anh chị các bạn có thể chạy quảng cáo những cái này ra được data, hoặc là chúng ta có sẵn data khách hàng cũ hoặc là khách hàng giới thiệu khách hàng, hoặc là data lạnh chúng ta tìm ở trên các hội nhóm hoặc là mua bán những cái thông tin, thì chúng ta vẫn có thể gọi điện chào. Tuy nhiên gọi điện chào thời điểm này cũng rất là khó khăn,
lý do là cũng bị rất nhiều các cái cuộc gọi làm phiền, cuộc gọi bán hàng, cuộc gọi spam, mà đặc biệt là gần đây thì có các cuộc gọi lừa đảo rất nhiều. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể tìm thông tin của người bán trên sàn thương mại điện tử. Thí dụ như là một bạn là chủ cái xưởng về may quần áo, thế hỏi tôi là bây giờ em không bán được thì làm nào, thì rất là dễ, tôi bảo một là dình Facebook, dình website và dình các sàn thương mại điện tử, vào đấy những cái shop người ta đặt hàng, người ta sản xuất ở đâu, thế mình liên hệ với cái shop đấy, tìm cách mà liên hệ với cái shop đấy để mà chào hàng, xem cái phong cách sản xuất của họ để mà chào hàng. Đấy, ý tôi là như vậy, là cái kỹ năng tìm kiếm khách hàng là như thế. Rồi, cái nhóm thứ hai trong kỹ năng tìm kiếm khách hàng đó là nhóm mà các cái kỹ năng offline, tức là đi trực tiếp đấy, không sử dụng công nghệ, ít sử dụng công nghệ hơn. Thí dụ như là chúng ta lượn phố, chúng ta xem tìm kiếm các cửa hàng, đại lý, kho hàng, các cái nhà phân phối nó có biển, treo biển, chúng ta phi vào. Đấy, vào chào, uống nước, nói chuyện, xin gặp, hỏi han. À, cái này thì cũng mọi người đi thị trường thì mọi người cũng thường làm như vậy. À, có thể là mình có danh sách trước, hoặc là mình Google search, sau đó thì mình mapping nó lại trên bản đồ, sau đó thì mình đi, hoặc là trong quá trình mình đi mình vô tình mình gặp thì mình chụp ảnh quay phim lại rồi mình đánh dấu trên bản đồ để mình gặp khách hàng. À, rồi mình có thể tổ chức các cái hội thảo tri ân khách hàng, hội thảo chăm sóc khách hàng, hội thảo tìm cơ hội kinh doanh, hoặc là nhờ các cái nhà phân phối ở tỉnh mở hội thảo mời các cái đại lý tuyến dưới, mời khách hàng tuyến dưới để làm, hoặc là các bạn có nhà máy thì các bạn có thể mời nhà phân phối, mời khách hàng cuối cùng. Thí dụ như là có một cái học viên của tôi, anh ấy làm sản xuất về dây cáp điện, dây mạng vân vân. Thế thì anh ấy làm một cái hội thảo rất đơn giản, thế là mời nhà phân phối, mời đại lý, rồi mời thợ điện, thợ cáp, những người mà các nhà phân phối với đại lý người ta mời được. À, cứ là công ty thì mời nhà phân phối thì mời đại lý thì mời thợ xưởng. Đấy, thế là lập danh sách đưa lên. Thế thì đưa đến nhà máy, tham quan nhà máy, tham quan dây chuyền thì cái độ tin cậy nó rất là cao. À, rồi thì bắt đầu hội thảo, bắt đầu trình bày trình chiếu thì lòng tin tăng lên, tai nghe mắt thấy tay sờ, bắt tay rồi uống bia uống rượu rầm rầm rập đúng không, thì bắt đầu về nó lại yên tâm nó công tác. Hay là hôm nọ tôi vừa đi cái nhà máy ở dưới Hải Dương, một cái nhà máy sản xuất phụ kiện, một cái nhà máy sản xuất phụ kiện rất là lớn ở dưới Hải Dương, có thể nói là rất lớn. Và đây ạ, đấy, kho xưởng này. Rất lớn luôn. Cái này nó khoảng 10 phân xưởng mà có 4 nhà máy ở trong một cái phân khu đấy. Đấy, họ chuyên sản xuất kim khí, phụ kiện kim khí. Nhà máy ở dưới Hải Phòng của họ cũng mười mấy hát, nhà máy ở dưới Quảng Ninh của họ hơn 100 hát. Rất lớn. Đấy, máy móc kinh khủng khiếp. Thế thì như vậy bạn hoàn toàn có thể tổ chức các hội thảo, các cái buổi gọi là business trip, tức là tham quan nhà máy, làm việc với giám đốc, làm việc với quản đốc, thì sau đó là có những cái cơ hội hợp tác bán hàng, thì cái khi người ta xem thì cái lòng tin của người ta cao lên. Tất nhiên là cái chuyển đổi thì cũng còn tùy, do giá cả, do thương hiệu, do đội sale, do cách chăm sóc sau đó nữa, chứ không phải là cứ tổ chức hội thảo rầm rập là xong đúng không. Cái hội thảo ở đây cũng có thể là hội thảo tiếp thị, cũng có thể là hội thảo chăm sóc khách hàng, cũng có thể là hội thảo tri ân khách hàng, tham gia vào các hiệp hội, ví dụ như là hiệp hội bán vật liệu xây dựng thì có hiệp hội vật liệu xây dựng, bán cửa thì có hiệp hội ngành cửa, bán thời trang thì có hiệp hội thời trang, thí dụ như thế. Mình tham gia vào các hiệp hội để trong đó thì là các cái doanh nghiệp bán hàng với nhau, thế thì mình cộng tác, mình học hỏi, mình tìm kiếm khách hàng. Đấy, hoặc là mình trao đổi về chiến lược, có thể là cùng nhau hợp tác, cùng nhau phát triển. Nói chung hiệp hội thì cũng có thể ra khách hoặc là người ta giới thiệu cho mình, hoặc là các tổ chức đội nhóm câu lạc bộ. Thí dụ như là bây giờ nó có những cái chương trình như là BNI, hay là một số những cái chương trình câu lạc bộ, hay là tham gia đánh golf, các câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ đánh golf,
rồi rất nhiều các câu lạc bộ trà thiền, chạy bộ, chăm sóc sức khỏe đều có thể trở thành khách hàng. Hôm trước là tôi làm một cái bên bên vật liệu xây dựng thì một cái khách hàng của công ty tôi là trong câu lạc bộ chạy đấy. Bạn sếp công ty đó với bạn sếp công ty này là hai người đều rất là thích chạy 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 bộ ấy. Thế là biết nhau thì yêu quý nhau thì bắt đầu là nhập hàng của nhau. Ý tôi mà nói là khách hàng có thể ở bất kỳ đâu, ở trong nhà hàng, ở quán cà phê, thậm chí ở trong thang máy. Hôm tôi đi thang máy lên, thế thì trong thang máy có 5 tầng nữa. Thế thì hỏi là ơ thế các em ở đây làm gì? Thì tôi ở tầng 4. Thế có bạn tầng 5 thì bạn nói ơ bọn em làm là tuyển dụng lao động. Ồ thế tốt quá, bọn anh đang cần tuyển dụng lao động. Thế là có khách hàng luôn, lấy số điện thoại kết nối. Đấy, thế thì ý tôi muốn giải thích là khách hàng có thể là bất kỳ đâu, quan trọng là chúng ta phải có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hoạt ngôn, kỹ năng trò chuyện, kỹ năng thu hút cái sự tin tưởng, đấy, kết nối, đúng không? Thì cái phần này thì các bạn sẽ xem thêm các cái video về các kỹ năng mềm độc lập, đấy, kỹ năng thuyết trình hay là kỹ năng bán hàng hay kỹ năng bắt chuyện hay kỹ năng tư vấn gì đó. Rồi thì khách hàng giới thiệu khách hàng, bây giờ anh Phan Anh ơi, là anh nhập hàng của em rồi, thế bạn hàng của anh thì anh có thể cho em xin một số những thông tin không? Đấy, thế thì những người đấy người ta giới thiệu cho thì cái tỷ lệ chốt rất là cao, chi phí thì gần như là không mất gì. Thế thì tất nhiên người ta cũng không thể giới thiệu không, có người thì giới thiệu không, có người thì giới thiệu có phí, thì mình có thể cho họ một cái quyền lợi nào đó, thí dụ như là 3%, 5% trên đơn hàng, hoặc là 3%, 5% trọn đời trên khách hàng đó phát triển được, hoặc là cộng dồn doanh số của khách đó vào khách này thưởng thêm 1-2%. Đấy, là phải có chính sách, phải linh hoạt, chứ còn cứ đi bán được xong lại không cho họ cái gì, không có đồng quà tấm bánh, không có cân chè hộp thuốc thì nghe chừng khó, đúng không? Khách hàng giới thiệu khách hàng họ yêu quý mình, họ giới thiệu cho, nhưng mà đổi lại thì khi mình thành công, mình đạt được thì mình cũng nên đối xử với họ cảm ơn, quà cáp, cảm ơn rất nhiều lần. Đấy, và đặc biệt là gắn cái quan hệ, cái trách nhiệm của họ vào thì họ sẽ làm. Ban đầu thì họ có thể giúp một hai lần, nhưng mà giúp mãi thì người ta cũng không giúp được, đúng không? Ok. Đấy, rồi cộng tác với những người bán hàng sản phẩm khác nhưng cùng tập khách hàng. Đấy, thí dụ như là bạn bán thời trang nam, bạn bán thời trang nam là quần âu, áo sơ mi công sở, thế thì sẽ có một cái đơn vị là người ta bán đồ lót nam, thì sản phẩm đấy bạn không có thì bạn cộng tác với họ, bạn cộng tác với họ. Hay là bạn bán keo thì bạn hợp tác với người bán nhôm kính cùng giới thiệu khách cho nhau. Đấy, tại vì keo của bạn cũng bán vào đội nhôm kính, mà nhôm kính thì cũng đội nhôm kính bán. Đấy, tôi lấy thí dụ như thế này, cộng tác với những người bán sản phẩm khác nhưng mà phải chia sẻ khách cho nhau. Đấy, bây giờ họ cho mình khách nhưng mình lại không cho họ, họ giới thiệu cho mình không giới thiệu, thì lần sau họ không làm nhé. Đấy, phải gọi là ông mất cái chân giò thì bà phải thò chai rượu. Đấy, có đi có lại thì mới toại lòng nhau. Đấy, có thể là người ta không cần đâu, nhưng mà mình biết ơn, mình có quà, rồi mình cảm ơn, rồi mình thể hiện, nói chung là chẳng ai chê tiền, ít nhiều người ta cũng không chê, 1 triệu 2 triệu càng tốt, 5 triệu 10 triệu càng nhiều, thậm chí là 50 triệu 100 triệu thì càng tuyệt vời, chả có lý do gì. Rồi bản thân chúng ta là sale, là trưởng phòng thì chúng ta phải xây dựng mạng lưới chúng ta rộng ra, ôi ai cũng biết đến anh Phan Anh thì rất là tốt, đúng không? Hôm nọ tôi cách đây 3 ngày tôi vừa đi chào hàng ở dưới dưới Hải Phòng. Đấy, thì bạn này bạn ấy xem quảng cáo này, bạn ấy xem cái quảng cáo này của tôi. Đấy, bạn nói là nhận ra anh Phan Anh. Anh Phan Anh thì rất là nổi tiếng về marketing. Đấy, thì anh này anh làm cho thương hiệu này thương hiệu kia thì rất là tốt. Đấy, thế thì như vậy mình có một cái mạng lưới, mình có một cái thương hiệu cá nhân ở trên các nền tảng Facebook hay là YouTube hay là TikTok hay là Zalo cũng rất là tốt. Đấy, nó giúp cho việc mình bán hàng, sếp mình bán hàng, mình là sếp mình bán hàng luôn, mình là nhân viên mình cũng bán hàng tốt hơn những người khác. Thì mình xây dựng mạng lưới ở đây này, mạng lưới các mối quan hệ, và trên này đúng không, thì mình có thể thêm một cái nhánh ở trên này, đấy là xây dựng thương hiệu cá nhân trong cái lĩnh vực của mình, thông qua các nền tảng kia. Và chỗ này là cái xây dựng mạng lưới thì cũng là xây dựng thương hiệu cá nhân, rồi tạo các cái phễu để bán hàng. À, thí dụ như các lớp miễn phí, các cái buổi training, các buổi đào tạo,
rồi thì các món quà, rồi các cái chương trình nhân các dịp sự kiện trong năm. Thí dụ 8 tháng 3 thì mình tặng hoa miễn phí cho mọi người. Đấy, đấy là gọi là tạo các cái phễu bán hàng để thu hút data, thu hút thông tin khách hàng và chuyển đổi dần dần. Nhớ rằng là quá trình chuyển đổi thì nó luôn luôn có tỷ lệ. Đấy, cứ qua mỗi một bước thì tỷ lệ lại xuống, qua mỗi bước tỷ lệ lại xuống. Chứ không thể nào tỷ lệ nó tốt hết được. Đấy, cho nên là chúng ta phải chăm chỉ, chúng ta phải cần mẫn, chúng ta phải năng nhặt giặt bị. Càng nhiều data đầu vào thì cái phễu của chúng ta hứng được nó sẽ càng nhiều khách tốt. Đấy, bởi vì chúng ta cũng luôn luôn có tỷ lệ mà chúng ta phải lọc. Ngoài ra thì chúng ta có thể lấy các cái dữ liệu của các cái đơn vị mua bán hay là thuê hay là xin hay là như nào đấy. Dữ liệu của hải quan, dữ liệu của thuế, của các hiệp hội, của các cơ quan nhà nước. Thí dụ như dữ liệu cho thấy rằng là bây giờ cái sản phẩm này đang bán chạy, đang nhập về nhiều thì mình có nên nhập hay không? Đấy, mình tránh nó đi. Hoặc là sắp tới năm nay dự báo là thời tiết cực kỳ nắng nóng, hạn hán kéo dài. Vậy thì các cái sản phẩm về 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 điện tích trữ, điện mặt trời nó sẽ rất là chạy. Đấy, thì mình phải có những cái dữ liệu đấy để mình dự báo được thị trường, dự báo được khách hàng, dự báo được nhu cầu. Đấy, thì lúc đấy mình mới tìm kiếm khách hàng, nó mới tranh nhau, nó mới mua hàng của mình. Đúng không? Ở đây là tôi đã nói về cái video là kỹ năng tìm kiếm khách hàng. Thì có rất nhiều kỹ năng, rất nhiều cái phương pháp. Thì chia thành hai nhóm là online và offline. Và dù online hay offline thì đều phải thể hiện là các bạn phải chăm chỉ, nhiệt huyết và năng nhặt chặt bị, liên tục đi tìm gặp khách hàng. Sale là phải ra thị trường ngày khoảng 6 đến 8 tiếng. Chứ sale mà ngồi ở nhà thì chết rồi. Phải có báo cáo, có thông tin, có phản hồi thì mới biết được là khách đang cần gì, khách đang sợ gì, khách đang muốn gì. Thì mình điều chỉnh vào hợp đồng, mình điều chỉnh vào chính sách thì mình mới linh hoạt, mình mới bán được. Không là mình chết, đúng không? Ok. Vâng. Cuối cùng thì tôi kết thúc cái video kỹ năng tìm kiếm khách hàng trong series kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp 2024 của giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi. Và nếu các anh chị và các bạn có bất kỳ câu hỏi nào, yêu cầu nào hoặc là hợp tác nào thì xin vui lòng liên hệ với thông tin tôi đã để lại thông tin rồi đấy ạ. 0989 623888, email phananhla@gmail.com, Zalo cũng là 0989 623888. Xin chào. Hẹn gặp lại các anh chị vào video tiếp theo.